ẩn mình giữa màu xanh bạc ngàn của núi rừng Tây Nguyên là các nhà máy thủy điện Đa Nhiêm, Sông Pha, Hàm Thuận, Đa My. Thuộc công ty thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My khai thác nguồn thủy năng to lớn của hệ thống sông Đồng Nai và là nguồn năng lượng tái tạo xanh, sạch. Công ty thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My là đơn vị thành viên hoạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 18/2005 QĐ-BCN ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương, trên cơ sở sáp nhập hai cụm nhà máy thủy điện Đa Nhiêm Sông Pha và Hàm Thuận Đa My. Nhà máy thủy điện Đa Nhiêm được khởi công xây dựng ngày 27 tháng 2 năm 1962 đến tháng 12 năm 1964, hoàn thành toàn bộ công trình. Đây là công trình thủy điện có quy mô công suất trên 100 MW đầu tiên ở nước ta. Sau 40 năm vận hành khai thác, tháng 8 năm 2006, hệ thống thiết bị thủy điện Đa Nhiêm đã được đưa vào phục hồi, thay đổi thiết bị công nghệ thế hệ mới. Để tận dụng nguồn thủy năng sau khi chạy máy Đa Nhiêm, nhà máy thủy điện Sông Pha đã được khởi công xây dựng ngày 9 tháng 1 năm 1992 đến tháng 4 năm 1997, hoàn thành toàn bộ công trình. Nhà máy thủy điện Hàm Thuận và Đa My khởi công xây dựng ngày 16 tháng 5 năm 1997 đến tháng 7 năm 2001, hoàn thành toàn bộ công trình. Công ty đang sở hữu các hệ thống thiết bị phát điện tiên tiến và công nghệ hiện đại, phần lớn được sản xuất từ các nước công nghiệp phát triển và với hệ thống điều khiển tổ máy tự động 100% trải dài trên lưu vực sông Đồng Nai với nguồn thủy năng vô tận. Các nhà máy của công ty thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp nguồn năng lượng xanh, sạch, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và thường xuyên xem xét cải tiến các quá trình cho phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài việc đảm bảo vận hành sản xuất kinh doanh điện năng, công ty còn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị, nhà máy điện, quản lý dự án đầu tư nguồn điện, tư vấn đấu thầu. Cung cấp các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật như quản lý vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, công trình của nhà máy điện và các dây chuyền sản xuất công nghiệp với mức độ tự động hóa cao. Bên cạnh đó, công ty cũng đã thực hiện nhiều hợp đồng đào tạo cho lực lượng vận hành và sửa chữa trong các nhà máy điện như A Vương, Bắc Bình, Buôn Khớp, Đa Khai, Đa Siáp, Đa Dân, Serabóc 4, Đồng Nai 3 và 4, An Khê, Ca Nắc. Tuy nhiên, tất cả những máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến trên đã không thể phát huy hết năng suất. Những thành tựu trên đã không thể trở thành hiện thực nếu công ty không có một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm và quan trọng nhất là đoàn kết, gắn bó trong suốt bề dày lịch sử phát triển của công ty. Ngoài việc tiếp tục đầu tư xây dựng vào các công trình thủy điện, công ty cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư vào lĩnh vực phong điện tại các vùng miền của đất nước. Dẫu biết rằng phong điện là một lĩnh vực còn mới mẻ tại Việt Nam, nhưng với tinh thần quyết tâm, ý chí vươn lên cùng với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo bài bản, chứa đầy nhiệt huyết, công ty luôn giữ vững niềm tin, tạo ra nguồn năng lượng xanh, sạch, phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Tập thể cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm, nỗ lực hết mình để nắm lấy tất cả các cơ hội, tạo ra lợi nhuận vững chắc và lâu dài. Sau hơn 40 năm không ngừng phát triển, công ty thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My vẫn luôn duy trì triết lý kinh doanh dựa vào sức mạnh thiên nhiên,
yêu thiên nhiên và vì thiên nhiên mang đến nguồn sống và hạnh phúc cho con người.